Rồi xin chào các anh chị nha. Đây là vườn nho móng tay. Nó đã chín nè. Đây mọi người, nho nhà trồng thơm ngon mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữ giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Ngọt quá mọi người ơi. Rồi thế giới cây nho xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Đó thì dạo gần đây các anh chị cứ hỏi về cái vấn đề mà bọc cái bọc mà túi để bao với chùm quả nho á mọi người. Thì đây là cái túi bao quả nho. Thì cái này là ở không có Việt Nam mình không có sản xuất đâu mọi người. Cái là nhập ở bên nước ngoài về á mọi người. Không có mã QR rồi đàng hoàng nha mọi người. Đây, thì chất liệu nó mọi người xem, quay gần mọi người xem. Thì cái mặt trước của nó là một cái lớp bì nè mọi người ha. Cái lớp bì nè, nó sẽ có những cái lỗ để thông hơi á mọi người. Nó không bao lại chùm nho, nó không có bị kín hôi, nó không làm bị hư quả. Còn lớp sau là lớp giấy, để khi mà lớp giấy mà chống nước ha, nước nó dính vào nó chỉ trôi đi chứ không có thấm ướt ha. Thì cái này mọi người có thể, nếu mà các anh chị ở những cái thời tiết mà nó bao ở những cái mùa mà nắng ráo hoặc là ít mưa thì nó cũng được xài được vài lần mọi người. Thì cái này thì rất là cần thiết. Các anh chị mà trồng số ít mà như sân thượng, sân vườn á, thì chim chóc hoặc là thời tiết á, mưa đồ nó dễ làm cho cái quả nó bị hư á mọi người. Thì đây là cái biện pháp mà nói chung nó hiệu quả nhất á, là chúng ta bao cái chùm quả lại mọi người. Thì ở cái giai đoạn nào mà chúng ta bao cái quả này thì em cũng chia sẻ ha. Khi mà các anh chị mà có một cái vườn nho mà trái bắt đầu nó có dấu hiệu mà những cái trái mà có dấu hiệu mà bắt đầu nó sẽ chín tới mọi người. Ví dụ như nho đỏ thì sẽ có vài trái nó sẽ chín lên màu á mọi người. Thì bắt đầu là mọi người bao được rồi nha mọi người. Các anh chị có thể bao sâu cái phần chín, khi mà chúng ta đừng có bao quá non như giai đoạn này ha. Giai đoạn này thì chúng ta cũng chưa nên bao đâu. Ở nhà này nhà mẫu đơn đó mọi người, thì còn trái còn nhỏ lắm nhưng chúng ta không nên bao. Chúng ta cho nó hấp thụ ánh sáng một tí ha. Còn khi mà trái bắt đầu nó ửng màu nè, nó quay vào gần nè, sẽ có một cái trái đây. Đây để quay mọi người xem. Đó, cái trái này nè, đó là bắt đầu nó ửng màu lên rồi mọi người. Thì cái ở giai đoạn này là mình bao được nha mọi người. Đó. Mọi người. Thì cái bao này nó như thế này ha. Bao này chuyên dụng cho quả nho nha mọi người, chùm nho. Chúng ta bao lại như thế này. Đó. À và trước tiên á mọi người bao nha mọi người, thì nên nhớ là mọi người là phải quan sát thử cái chùm trái của mình á, cái trái nào mà nó hư á mọi người thì chúng ta phải tỉ bỏ liền mọi người, để không có bị tránh lây lan á mọi người. Nên làm sạch cái chùm quả sau đó mình mới bao nha mọi người. Đó, như cái chùm này nè, trái bắt đầu nó ửng đỏ lên nè, xuất hiện một vài trái chín á thì mình bao nha. Thứ nhất là nó hạn chế sâu bệnh nè, thứ hai là chim chóc nó phá mọi người nó ăn đó. Thì mọi người trồng sân thượng mọi người cũng biết rồi đó, thì cái chùm này nó bao như thế này. Đó, nó có một cái lớp dây kẽm nè mọi người, có một lớp dây kẽm để mình buộc lại mọi người. Đó, cái này như kiểu mà chúng ta quấn vào cái cuốn ha, quấn vào cái cuốn và quấn trên cái cành để cho nó cố định lại mọi người. Đây đó mọi người xem nè, đây đó mọi người xem nè, đó thì chùm quả nè, nó được bao lại nè, nó còn hấp thu được ánh sáng ha và hạn chế sâu bệnh nha mọi người. Rồi đó mọi người thấy như cái chùm nho này nè ha, thì cái vườn nho ngón tay này em hay quay cho mọi người xem đó. Thì đây nè, nó chín tới nè mọi người. Chín tới là thứ nhất nè, thì mấy bây giờ mưa nè nó bị bệnh nè mọi người ha. Quả nó đây thì em sẽ làm sạch nó nha mọi người. Thứ nhất là em phải làm sạch cái chùm quả thì mình mới bao được, chứ mình để những cái trái hư ha. Mọi người thấy nè, đó nó bị hư nè mọi người, thấy chưa, nó bị hư nè, đó hư nè do thời tiết đó mọi người, mưa đó mọi người. Đó, thứ hai là do chim mà ăn nè.
Đó, mọi người thấy nè. Đó, một cái trái to đùng mà nó ăn còn bao nhiêu đây nè. Đó, mọi người xem ha. Đó, uổng công chăm sóc. Đó. Giờ là em phải làm sạch nè, làm sạch chùm quả ha mọi người. Trái hư nè nha mọi người. Đó. Rồi, chúng ta quay thấy chùm quả bắt đầu được làm sạch rồi. Đó, những trái nứt nè. Là chúng ta bao bao lại nha mọi người. Đây, mọi người xem. Đây. Đặc biệt là các anh chị trồng nho ngón tay thì cái giống này khi mà chín á, gặp mưa á, thì nó rất là nguy hiểm nha mọi người, nó dễ bị bệnh lắm mọi người. Đó, các anh chị quấn lại giúp em. Đó mọi người thấy chưa. Rồi thì cái chùm tiếp theo thì em bao vài chùm cho mọi người xem ha. Đây cái chùm này thì chúng ta quan sát là trái nào hư là chúng ta phải tỉ bỏ liền, sau đó chúng ta mới bao lại nha mọi người. Đó. Rồi đó, đó mọi người khi thấy mọi người bao rồi nha, vẫn thấy được cái chùm nho mình quan sát là chùm nho nó chín hay chưa để mình thu hoạch luôn mọi người. Đó, đó thì chùm này là bao luôn nha mọi người. Cái này là được nhiều anh chị đặt mua lắm, bây giờ là nhiều anh chị hỏi lắm. Đó, như cái này các anh chị đặt ở nhiều nơi thì nó không có bán đâu, chỉ có những cái nơi chuyên trồng nho thôi. Đó mọi người, đó khi mọi người bao nhiêu gì là chim chóc nó sẽ không có ăn được đó mọi người. Đó, nên bảo vệ chùm quả thì đó, cái lớp trong này mình nhìn vào khi nào mà nó thu hoạch chín hết thì mình thu hoạch luôn mọi người. Đó, nó rất là hay. Đó thì nhiều anh chị có nhu cầu mua cái bao quả này thì cứ liên hệ bên em ha, 056 85 83 707 ha, 056 85 83 707 ha, hoặc là Zalo số điện thoại đó ha. Thì các anh chị liên hệ em sẽ gửi, thì các anh chị mua từ 50 cái lên em mới gửi nha. Đó, ship tận nơi luôn mọi người. Đó mọi người nãy giờ cũng thấy em bao lại rồi đó. Đó thì các anh chị mà có cái vườn nho mà muốn mua cái bao quả này thì liên hệ bên em nha. Rồi và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những clip tiếp theo nha mọi người. Rồi xin chào.